4 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhà nước Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cuba. Tập đoàn đã ký kết biên bản ghi nhớ với CubaCons và tiến tới hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh và sản xuất vật liệu xây dựng. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết về các hoạt động của tập đoàn trong tháng 4 năm 2023 qua bản tin HBC News ngay sau đây. Từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 4 năm 2023, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhà nước Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cuba, tập đoàn đã ký kết biên bản ghi nhớ với CubaCons, là tập đoàn xây dựng lớn nhất của quốc gia này. Lễ ký kết có sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và người đồng cấp Cuba Esteban Lasso Hernández, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của hai nước. Theo đó, Hòa Bình và CubaCons sẽ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh và sản xuất vật liệu xây dựng. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn sẽ triển khai nhiều kế hoạch hợp tác lâu dài hơn nữa trong thời gian tới. Theo công bố của Vietnam Report về kết quả top 10 nhà thầu xây dựng năm 2023, tập đoàn đứng thứ 2. Đây là kết quả nghiên cứu độc lập được Vietnam Report tổ chức thường niên xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Chương trình năm nay nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp trụ cột của ngành xây dựng đã và đang nỗ lực hết mình đạt được những thành tựu nhất định, đặc biệt là về sức chống chịu tốt khi phải đối mặt với nhiều khó khăn khốc liệt của ngành bất động sản và xây dựng. Trong những ngày cuối tháng 4, tập đoàn đã cất nóc dự án Diamond Century. Đây cũng là mảnh ghép cuối cùng của khu đô thị xanh Sheraton City. Tham gia dự án này, Hòa Bình là thầu chính thi công 6 block cao 15 tầng với 746 căn, bao gồm 714 căn hộ, 16 căn duplex và 16 căn penthouse. Diện tích đất xây dựng là 2,82 hectare với mật độ xây dựng chiếm 30,6%. Từ hai khối nhà đầu tiên của khu Ruby được khởi công vào tháng 10 năm 2011, Hòa Bình đã vinh dự được đồng hành cùng Gamuda Land xây dựng khu đô thị Sheraton City tại các khu Ruby, khu Emirate Princess, khu Diamond Anata Plus. Chào mừng 75 năm kỷ niệm Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội đã công bố kết quả giải thưởng kiến trúc quốc gia lần thứ 15, trong đó giải vàng thuộc về công trình Ngôi nhà Đức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công trình tòa nhà văn phòng cao cấp tọa lạc tại trung tâm thành phố, có quy mô 4 tầng hầm, 25 tầng cao do Hòa Bình thi công và bàn giao năm 2017. Trong quá trình xây dựng, Hòa Bình đã tuân thủ các nguyên tắc quốc tế, đưa ngôi nhà Đức trở thành công trình đầu tiên ở Việt Nam được trao tặng hai chứng nhận tiết kiệm năng lượng vàng của Hội đồng Công trình Bền vững Đức là LEED Bạch Kim của Hoa Kỳ. Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức cũng đã trao cho ngôi nhà Đức danh hiệu NF vì đã áp dụng các giải pháp và công nghệ xây dựng tiết kiệm năng lượng bền vững và hiện đại có xuất xứ từ Đức. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã có buổi trao đổi và làm việc tại tập đoàn nhằm khảo sát nhân sự BIM. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để JICA tài trợ chương trình hợp tác đào tạo BIM với các trường đại học của Việt Nam và Nhật Bản. Tại buổi làm việc, tập đoàn cũng đã kiến nghị JICA cân nhắc tài trợ để các chuyên gia của tập đoàn sẽ đảm nhận phần đào tạo BIM và thực hành cho sinh viên mới tốt nghiệp tại các trường mà JICA tài trợ hoặc tài trợ hợp tác cùng tập đoàn đào tạo BIM cho sinh viên tốt nghiệp đủ năng lực tham gia thị trường. Tại công trình Heritage Westlake đã diễn ra lễ phát động Ngày An toàn Capital Land Development. Tại đây, ban quản lý dự án cùng chủ đầu tư đã tuyên dương tập thể cán bộ công nhân viên của Hòa Bình đã nỗ lực đảm bảo công trình, đưa công trình cán mốc 1,6 triệu giờ lao động an toàn. Đồng thời khen thưởng khích lệ cho toàn thể 800 công nhân tại công trình trị giá 200.000 đồng trên một phần quà. Cũng tại lễ phát động, chủ đầu tư Capital Land đã chia sẻ mã QR code để anh chị em công nhân có thể nhanh chóng thông báo các vấn đề về an toàn tại công trình. Tập đoàn đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức lớp huấn luyện sơ cấp cứu cho cán bộ công nhân viên tại công trình chung cư 765 Hồng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chủ động, sẵn sàng trong công tác sơ cứu, cấp cứu các tình huống tai nạn lao động xảy ra tại nơi làm việc, cũng như đáp ứng đầy đủ hồ sơ pháp lý HSE theo đúng quy định pháp luật hiện hành.